Với tinh thần thực học, thực làm, sự kiện bảo dưỡng xe miễn phí mà khoa kỹ thuật ô tô triển khai cho tất cả giảng viên, sinh viên của trường Đại học Văn Lang sẽ là cơ hội để các bạn sinh viên của khoa trau dồi kỹ năng, kiến thức và đặc biệt là giúp cho sinh viên của trường có cơ hội được bảo dưỡng, kiểm tra và tư vấn kỹ thuật xe cho những chiếc xe đã đồng hành cùng mình khi đến trường. Tỉ mỉ tháo lắp hệ thống máy móc của chiếc xe gắn máy này, những sinh viên của khoa kỹ thuật ô tô trường Đại học Văn Lang đang thực hiện chương trình bảo dưỡng, tư vấn và kiểm tra miễn phí xe máy cho các giảng viên, sinh viên của trường. Những chương trình như thế này không chỉ giúp các bạn sinh viên tiết kiệm được chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe máy, mà còn đem đến cho các sinh viên của ngành kỹ thuật ô tô được cọ sát, hiểu được tính chất nghề nghiệp và có nhiều thời gian, cơ hội hơn khi được tận tay, tận mắt, thực làm, thực học một cách cụ thể nhất. Bất cứ một cái mẫu xe nào ra mới thì đều phải có một cái công nghệ mới. Có như thế thì mới cạnh tranh được trong cái thị trường khốc liệt của cái công nghiệp ô tô. Thế thì chúng tôi muốn là gì? Các em khi mà vào cái khoa công nghệ ô tô trường Đại học Văn Lang ấy, thì các em phải làm chủ được công nghệ, hiểu biết được cái công nghệ mà người ta áp dụng trên ô tô để sau này có thể gì làm nghề giỏi. Công nghệ kỹ thuật ô tô luôn được đánh giá rất cao do tính ứng dụng phổ biến trong mọi ngành công nghiệp, dịch vụ. Học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về cơ khí ô tô, máy động lực, hệ thống truyền động lực, điều khiển, cơ cấu khí để có thể áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản, kỹ năng thực hành ô tô cao. Ngày nay, ô tô đã ngày càng trở thành phương tiện đi lại phổ biến của nhiều người dân, đồng thời nhu cầu về nhân lực chất lượng cao cũng tăng vọt. Ngành học này cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của đông đảo sinh viên. Mỗi năm đều có hàng ngàn hồ sơ đăng ký xét tuyển.